Chơi game Free Fire mà tôi cứ tưởng là mình đang chơi game bác sĩ cứu người không đó anh em ạ. Như cái pha này thì gặp một thanh niên đang bắn nhau với tôi. Sau khi bắn xong với thanh niên này thì tôi lại phải cứu anh số 3 và số 4 anh em ạ. Đấy, tôi không hiểu là tôi đang chơi Free Fire hay chơi game cứu người anh em ạ. Nói chung là đồng đội thì mình cứu nhau là chuyện thường tình đúng không anh em. Đấy, phải đặt keo các kiểu lúc cứu nhau bị bắn nữa chứ. Xu thì không mua được cái gì hết, toàn phải cứu đồng đội anh em ạ. Đấy, đang đi thì hai cái thằng nãy vừa được cứu xong lại chết. Giờ đến thằng thứ tư chết quẹo luôn, chết quẹo quẹo luôn. Tôi không biết là tôi đang chơi, tôi là sắp nhập thân trở thành một bác sĩ rồi anh em ạ. Có lẽ là học hết lớp 12 rồi tôi cũng đi ra làm bác sĩ thôi anh em ơi. Nói chung là chơi game là nó cũng nó hướng nghiệp cho chúng ta là trở thành một bác sĩ rồi anh em ạ. Tại vì mấy thằng đùa nó thi đua nhau mà chết anh em ơi. Cứ chết là bắt mình cứu. À, thì nói chung là cũng may là tôi còn rất là nhiều xu nên tôi cứu được bọn này anh em ạ. Nói chung là giết cũng khá nhiều người, cứu lúc ba người anh em. Bác sĩ mang những cái bệnh nhân này về từ cõi chết. Cái trận đấu tiếp theo tôi cứ nghĩ là tôi sẽ không làm bác sĩ nữa. Không, tụi nó cứ thi đua nhau mà chết anh em. Bây giờ lại là thằng số 2 là thằng số 3, không thể nào mà chấp nhận được. Bọn này nó cứ thi đua nhau chết, lượm được có 900 xu mà nó đã xài hết 800 xu của tôi. Mới cứu lúc nãy thằng số 2 lại chết nữa. Lần này thì có thể thằng số 4 hơi mới chút xíu, nhưng mà tôi chỉ có 100 xu thôi. Cũng may là lúc mà tôi đi lượm cái thính á thì có một cái thanh niên ngáo ngáo chạy tới đây. Cũng may là tôi còn xử lý được. Thanh niên này bắn nó cũng không có gì ghê gớm lắm nên tôi còn ăn được cái thanh niên này. Chứ thanh niên này mà chết đi á, thanh niên mà bắn chết tôi á, coi như là bác sĩ ra đi luôn trước khi bệnh nhân quay trở lại. Bác sĩ mà chạy như kiểu chạy cấp cứu, bệnh nhân đang ở cơn nguy kịch, anh em chạy qua cái chỗ mua xu hồi sinh này, cứu những cái bệnh nhân này của tôi phải gọi là hết sức là có tâm nha. Bác sĩ này hết sức là có tâm nha anh em. Rồi, bệnh nhân của tôi sau khi được cứu lại còn tiếp tục chơi mãi anh em ạ. Nói chung là chơi hàng cấm nên đã bị đai tiếp anh em ạ. Lần này thì cũng may là bác sĩ tới kịp anh em. Mới đi vòng vòng thì thanh niên số 2 chết queo anh em. Đang đi thì tự nhiên thì số 2 nó lại chết anh em ạ. Lại gặp thêm cả team địch ba người anh em ơi. Tôi xử lý hai người, cái thằng em tôi xử lý một thằng anh em ơi. Sau đó thì tôi đang đến đi cứu cái thanh niên số 2 kia thì gặp một thanh niên cản đường anh em, cho nó đi luôn. Nói chung là đây là thằng chết anh em ạ. Thằng chết đang kéo cái thằng kia về với gọi là cõi âm dương. Cũng may tôi bác sĩ mang tên Giao Du Gaming đã cứu được thanh niên này anh em ạ. Đúng là kiểu, nhưng mà bắn một lúc á thì mấy bệnh nhân này nó lại nghiện lại anh em ạ. Cai nghiện cho nó lắm rồi cuối cùng nó lại nghiện lại anh em ơi. Giờ tôi lại phải chạy lên cái máy bộ đồ tôi lại cứu nó anh em ạ. Cứu nó phải n lần rồi anh em ơi. Cứ phải gọi là tôi giống như một bác sĩ, gọi là giống như thần dược vậy anh em ơi. Ở trên cái nhà này tôi có một thanh niên anh em ạ, và tôi thì có tầm mười mấy quả bom cứ ném thôi anh em. Nói chung là đây là đại tiệt xả bom anh em ạ. Núp ở đâu mà sống được với một đống bom như thế này anh em. Ném hoài luôn anh em, ném không hết luôn anh em ạ. Thì bây giờ tôi đang tính lút đồ thì thấy số 3 nó nóc nữa anh em. Trời ơi, cái gì vậy trời. Rồi số 4 đi luôn. Tóm lại là mấy thằng này nó thi đua nhau mà nghiện ngập anh em ơi. Anh em là không nên học theo nó nha. Tôi là tôi còn cứu á, chứ gặp mấy thằng mà nó thay chon chon mấy thằng trẻ trâu á là nó không cứu đâu anh em. Đi cứu tôi đi, cứu đi mà. Cái trận này mới ra bắn được có chút lát, thằng số 3 lại đi anh em ạ. Lại phải cứu anh em, lại phải kêu nó lên bàn mổ, pup 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 đó, cứu được ngay anh em ạ. Rồi mới cứu này xong đến kia hấp hối anh em ạ. Vãi cả trưởng là chưa cứu xong nữa là hấp hối rồi. Số 4 này cũng đỉnh phết đấy. Mấy thằng này là thi đua nhau mà nghiện anh em ơi. Cứu mình này xong chắc tôi cũng từ chức không làm bác sĩ nữa anh em ạ. Sợ lắm rồi. Ôi lần này mà thằng nào nóc nữa chịu luôn á. Hết xu rồi anh em ạ. Nope. Ui giời ơi, vừa nói xong anh ơi, anh nóc nữa rồi, lần này bo nó thu vào rồi, cứu kiểu gì đây? Ui. Chết rồi anh em ơi, tôi phải đổi nghề ngay anh em ạ, từ bác sĩ trở thành một dân chơi anh em ạ. Đấy, một dân chơi Free Fire sát thủ anh em ơi. Ok, thì nói chung cái trận đấu ngày hôm nay tôi đã trở thành một bác sĩ chính hiệu trong Free Fire với không biết bao nhiêu lần cứu, ai có thể đoán được không anh em?
Ai có thể đoán được là tôi đã cứu thanh niên này bao nhiêu lần rồi không anh em? Vãi cả trường á. Thề tôi cứu nhiều quá tôi không nhớ luôn em. Cảm ơn em xin clip giống như like subscribe nha. Và tôi là Giao Du bác sĩ đây, bác sĩ Giao Du.